Hana xin chào các bạn. Hôm nay Hana quay trở lại chia sẻ với quý vị và các bạn bí mật thứ 9 trong ngành kinh doanh theo mạng. Chúc cho các bạn có những giây phút tuyệt vời khi nghe kênh podcast và YouTube của Hana nhé. Và chắc chắn rằng điều này vô cùng quan trọng với những ai đang làm ngành kinh doanh theo mạng và những ai đang mong muốn xây dựng hệ thống kinh doanh cho riêng mình, phải không nào? Và ở lần chia sẻ trước thì chúng ta đã được nghe 8 bí mật, và bây giờ thì mình xin nhắc lại để chúng ta cùng ghi nhớ nhé. Bí mật thứ nhất, không phải tất cả mọi người đều là ứng viên tiềm năng. Bí mật thứ hai, kinh doanh theo mạng, một ngành kinh doanh thực sự nghiêm túc. Bí mật thứ ba, không phải ai cũng thành công được trong kinh doanh theo mạng. Bí mật thứ tư, kinh doanh theo mạng có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình khi và chỉ khi bạn làm việc và kinh doanh một cách nghiêm túc. Bí mật thứ năm, hệ thống kinh doanh quan trọng hơn cả sản phẩm của bạn. Bí mật thứ sáu, động lực hay giấc mơ lớn chỉ là một phần của thành công lớn. Bí mật thứ bảy, làm thế nào để tuyển dụng ứng viên trong một nốt nhạc. Bí mật thứ 8, trở thành nhà lãnh đạo 1% thực thụ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bí mật thứ 9. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Bí mật thứ 9, bí mật hệ thống nhóm 1% hiệu quả cao. Tác giả Henry Vũ, giọng đọc Hana Bùi. Đây chính là những bí mật nhóm 1% chưa từng được tiết lộ trước đây. Chưa bao giờ ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng lại có bước tiến nhanh chóng và vĩ đại như trong thời đại của chúng ta. Chúng ta cũng đã biết, kinh doanh theo mạng đã ra đời từ thập niên 30 của thế kỷ trước đến nay cũng gần cả trăm năm. Và đã có rất nhiều bước tiến, thậm chí là bước đại nhảy vọt trong suốt thời gian này để mang lại những giá trị cho nhà phân phối. Từ những tiến bộ về chính sách trả thưởng, đến những công nghệ sản xuất sản phẩm độc đáo, hay những công nghệ vượt bậc cho sự quản lý hệ thống mạng lưới và những tiêu chuẩn để đánh giá những lươn nẹo hay lừa đảo của những kẻ muốn chuộc lợi trong ngành kinh doanh này. Mặc dù như vậy, nhưng trên thực tế luôn có những nhà phân phối gặp khó khăn khi tiếp cận với những sự nghiệp này. Luôn băn khoăn và trăn trở với những câu hỏi làm như nào, bắt đầu từ đâu, bây giờ phải làm gì, vân vân và mây mây. Bí mật số 9 này sẽ hé mở cho các bạn những cách thức suy nghĩ mới. Một lối tư duy nhạy bén của nhóm thủ lĩnh 1% hiện đang sở hữu những tài sản to lớn trong sự nghiệp này. Nào, chúng ta bắt đầu nếu như bạn đã sẵn sàng. Thời đại ngày nay, chắc các bạn đã biết sự phát triển của công nghệ và Internet đã đưa các doanh nhân khởi nghiệp, các đa triệu phú hoặc tỷ phú chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi mà trước đây phải mất vài chục năm phấn đấu liên tục. Chúng ta thấy Google, Facebook, Yahoo là những doanh nghiệp được thành lập bởi các sinh viên, những doanh nhân trẻ chưa có kinh nghiệm. Các doanh nghiệp này đã đứng đầu bảng xếp hạng của những doanh nghiệp thành công nhóm 1% của thế giới hiện nay. Ngay cả những công ty nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm gia dụng hay công nghiệp của những thập niên trước, khi nắm bắt và ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp của mình, họ đã tạo ra một chỗ đứng vững trên thị trường. Vậy ngành công nghiệp MLM hiện nay thì sao? Ngành kinh doanh theo mạng hiện nay đang thay đổi từng ngày. Nhiều sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến, đặc biệt hệ thống quản lý và vận hành mạng lưới được chuyển giao tự động với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, và kinh doanh theo mạng cũng đã được vận hành bởi một hệ thống lãnh đạo mới, năng động, hiệu quả và thành công nhanh hơn. Các lãnh đạo MLM ngày nay có thu nhập cao nhất trong ngành công nghiệp MLM là những người còn rất trẻ. Dù không có nhiều kinh nghiệm trong trường đời, nhưng là những người năng động và biết nắm bắt xu thế. Họ ứng dụng Internet và kinh doanh theo mạng, những chương trình đào tạo từ xa, qua Zoom hay các nền tảng công nghệ khác nhau và đã tạo ra bước đột phá ngoạn mục. Họ bắt đầu thấu hiểu và nhận ra giá trị của hệ thống vận hành thực sự đơn giản để tạo ra sự sao chép nguyên bản từ người đầu tiên cho đến những người cuối cùng. So với những hệ thống cũ đã vận hành lâu đời và nhạy cảm với những sự đổi mới, những thành quả mà các nhà lãnh đạo trên thế giới trước đây trong ngành MLM phải mất vài chục năm mới có được, thì nay những người trẻ, những người mới chập chững bước vào MLM, nhưng với sự năng động trong việc ứng dụng Internet và thấu hiểu được giá trị của hệ thống, họ đã tạo ra cả một gia tài. Những kết quả kinh doanh vượt trội thay vì mất vài chục năm, giờ đây họ chỉ mất vài năm ngắn ngủi. Bạn đã sẵn sàng để gia nhập nhóm 1% chưa?
gia nhập nhóm 1% của những người đứng đầu ngành công nghiệp hay 99% còn lại là quyết định của chính bạn ngay hôm nay, chứ không phải dựa vào kinh nghiệm, thành tích, kiến thức hay kỹ năng của bạn trong quá khứ. Làm thế nào để biết được một người có thành công trong MLM hay không? Thành công là khái niệm khác nhau của mỗi người khi quyết định tham gia vào ngành kinh doanh theo mạng. Trong kinh doanh truyền thống, một người chỉ muốn phấn đấu để có một mức thu nhập đủ trang trải cho gia đình họ. Ví dụ, họ chỉ muốn mỗi tháng có thu nhập 500 đô và họ đạt được như vậy thì đã thành công rồi. Bạn không thể lấy thu nhập của tỷ phú đứng đầu thế giới để cho rằng phần còn lại của thế giới là thất bại. Và vì vậy, ngành kinh doanh theo mạng không phải nguyên nhân của thành công hay thất bại cho nhà phân phối. Ngành kinh doanh theo mạng chỉ là một ngành kinh doanh thành công hay thất bại là do quyết định cá nhân, kiến thức, kỹ năng và nỗ lực cá nhân của từng người tham gia mà thôi. Trong ngành MLM, đa phần người ta tham gia để được sử dụng sản phẩm chất lượng miễn phí hoặc chỉ muốn kiếm thêm thu nhập vài triệu hay vài trăm đô la, mỗi tháng bổ sung trong thời gian rảnh rỗi của họ. Vì vậy, có đủ tiền sử dụng sản phẩm là đã thành công với nhóm này rồi. Một số khác thì dành nhiều thời gian và tâm huyết để học hỏi và làm việc chăm chỉ. Họ có ước mơ lớn và rõ ràng. Họ là những người kiếm tiền nhiều hơn. Để giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về thu nhập MLM, chúng tôi chia những nhà phân phối tham gia MLM có 7 dạng và chia ra 4 mức độ thu nhập. Cấp độ 0, nhóm này tôi không biết họ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số những người tham gia vào kinh doanh theo mạng. Vì sự thật là họ ở khắp nơi, họ đến rồi đi và không ai hiểu họ như thế nào. Phần lớn, nhóm này là những người mất niềm tin trong kinh doanh theo mạng và họ nhảy liên tục để tìm chỗ nóng hơn. Đôi khi, họ kiếm được nhiều tiền rất nhanh và sự thật là họ cũng để mất số tiền họ kiếm được cũng nhanh không kém. Họ là rác trong ngành công nghiệp này. Có những người từng rất giỏi trong ngành nghề này, nhưng rồi sau một vài lần thất bại, họ bỏ cuộc hoàn toàn và không dám thử bất cứ một lần nào nữa. Dần dần, họ trở nên nghi ngờ trong kinh doanh theo mạng, thậm chí nghi ngờ ngay chính cả bản thân mình. Cấp độ 1, nhóm 90%. Nhóm này chỉ có thu nhập thêm đủ dùng sản phẩm miễn phí. Thu nhập nhóm này là rất ít. Họ nằm trong nhóm tham gia vào kinh doanh theo mạng, kiểu là người tiêu dùng hay kinh doanh không chuyên và bán chuyên. Cấp độ 2, nhóm 9%. Nhóm này có thu nhập bổ sung, thu nhập thay thế cho nguồn thu nhập hiện tại của họ. Và có một số nguồn thu nhập dồi dào, thậm chí là đáng mơ ước của nhiều người. Những nhà phân phối chuyên nghiệp và là thủ lĩnh trong hệ thống. Họ không thể thiếu được trong bất cứ một doanh nghiệp nào. Đôi khi có những người bán hàng cừ khôi cũng nằm trong nhóm này. Cấp độ 3, nhóm 1%. Nhóm này có thể nghỉ việc vì thu nhập của họ cao hơn rất nhiều so với nguồn thu nhập từ lương của họ. Họ là những người tạo ra thủ lĩnh. Bạn biết họ là ai trong mạng lưới của mình mà. Bạn thân mến, muốn trở nên giàu có và đứng vào nhóm 1%, bạn chỉ đơn giản là lặp lại quá trình của họ nhiều lần ở cấp độ 3. Họ làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong một thời gian dài để tích lũy tài sản. Mỗi một cấp độ thành công luôn yêu cầu bạn phải có những kỹ năng cần thiết. Kỹ năng làm việc với thị trường của ba nhóm người này cũng hoàn toàn khác nhau. Đây là ba nhóm kỹ năng cần thiết cho mọi cấp độ thành công. Cấp độ 1, thị trường rất nhỏ và hạn hẹp, chỉ mời người thân và bạn bè sẵn có. Cấp độ 2, thị trường nhỏ, ngoài người thân và bạn bè, họ còn sử dụng kho ứng viên đã có sẵn từ những nhà cung cấp có uy tín hay là vài mẫu quảng cáo mà thôi. Cấp độ 3, thị trường rộng lớn, ngoài người thân, kho ứng viên tiềm năng, thì kỹ năng thu hút ứng viên chính là tạo ra kỹ năng. Cấp độ 3, thị trường rộng lớn, ngoài người thân, kho ứng viên, thì kỹ năng thu hút ứng viên chính là kỹ năng tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong kinh doanh theo mạng của các nhà lãnh đạo ở cấp độ 3. Nhóm 1% có kỹ năng tạo ra ứng viên cho mình thường xuyên ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến, bất cứ nơi đâu, họ cũng có thể đặt nền móng cho doanh nghiệp của mình chỉ với hai từ, hành động để bắt đầu. Với cấp độ 0 thì tôi không nhắc đến vì họ là thánh rồi và không... Với cấp độ 0 thì tôi không nhắc đến vì họ là thánh rồi và không ai có thể giúp họ được nữa ngoại trừ chính bản thân họ mà thôi. Vậy cụ thể một hệ thống thu hút hiệu quả nhóm 1% phải bao gồm những yếu tố cụ thể nào? Đây là một câu hỏi triệu đô. Một hệ thống thu hút hiệu quả phải bao gồm những yếu tố với những bước triển khai cụ thể. Để có một hệ thống thực sự có hiệu quả, nhưng trước hết, việc đầu tiên bạn cần phải xác định là bạn thực sự mong muốn điều gì. Bạn thực sự mong muốn điều gì? Xác định mục tiêu cá nhân sẽ quyết định thị trường mà bạn muốn kinh doanh,
mục tiêu tài chính cá nhân sẽ quyết định kế hoạch kinh doanh của bạn. Nếu mục tiêu cá nhân của bạn đủ lớn, bạn có xu hướng kinh doanh trên thị trường rộng lớn hơn nhiều. Và đây là một tóm tắt ngắn gọn về một hệ thống tiếp thị hiệu quả có thể mang đến cho bạn. Nó phải bao gồm 5 giai đoạn cơ bản như sau. Giai đoạn 1, phải có hệ thống giúp bạn tăng lượng ứng viên có chất lượng. Hệ thống có thể giúp bạn tìm kiếm, mở rộng các mối quan hệ, mở rộng thị trường tiềm năng của bạn, các công cụ để tiếp cận như là sách, các visit, Zalo, Facebook. Những mẫu quảng cáo ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu và những buổi tiếp xúc, trao đổi 1-1 hay 2-1 chất lượng. Giai đoạn 2, đưa ứng viên vào phễu bán hàng và xây dựng mối quan hệ tin cậy với ứng viên rất quan tâm của bạn. Bắt đầu tiến trình xây dựng một mối quan hệ tin cậy bằng những thông tin có giá trị tiếp tục sau khi có thông tin ứng viên ở bước 1. Phải có một hệ thống tài liệu chăm sóc tự động để tiếp tục giữ mối quan hệ và tiếp tục cung cấp thông tin giá trị cho ứng viên. Ít nhất phải có 3 đến 5 tài liệu cung cấp cho ứng viên của bạn về hiệu quả của sản phẩm bạn đang phân phối hay tài liệu tầm kinh doanh dự án của bạn. Không thể có kết quả tốt nếu như bạn không có những tài liệu giúp mình giữ mối quan hệ bằng cách cung cấp các giá trị cho ứng viên tiềm năng của mình. Hãy nhớ là không vội vàng giới thiệu kinh doanh MLM của bạn. Hãy tiếp tục cung cấp thông tin có giá trị, thường được giới thiệu về cách thức kinh doanh, làm kinh doanh hay giới thiệu cho hệ thống tiếp thị của bạn, ví dụ như là sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người hay Doanh nghiệp thế kỷ 21. Đôi khi tôi cũng thường tiếp cận phần mở màn bằng cuốn Người giàu có nhất thành Babylon. Giới thiệu và chia sẻ cho ứng viên những giá trị sản phẩm đặc biệt là các tính năng hay là khả năng vượt trội của sản phẩm mà những sản phẩm khác không làm được hay không cung cấp được. Giới thiệu và chia sẻ cho ứng viên những giá trị của sản phẩm, đặc biệt là các tính năng hay khả năng vượt trội của sản phẩm mà những sản phẩm khác không làm được. Hay cung cấp cho họ đường link để họ vào hệ thống thư mục riêng về các kết quả mà bạn hay hệ thống đã sưu tầm. Giống như bạn, các ứng viên có xu hướng thích hợp tác và làm việc với những người nghiêm túc và có trách nhiệm, người mà họ có thể tin tưởng và học hỏi. Nếu ứng viên thích các sản phẩm hay cách thức làm việc của bạn, họ có thể là ứng viên có chất lượng. Đây có thể là những lãnh đạo trong tương lai mạng lưới kinh doanh của bạn. Giai đoạn 3, giới thiệu công ty MLM của bạn. Học kỹ năng mời ứng viên tiềm năng, tìm hiểu cơ hội kinh doanh MLM của bạn sau khi ứng viên thực sự hứng thú với hệ thống tiếp thị của bạn. Trình bày, giới thiệu cơ hội MLM cho những ứng viên rất quan tâm thì thực sự hứng thú. Trình bày, giới thiệu cơ hội MLM cho những ứng viên rất quan tâm thì thực sự thú vị. Mỗi doanh nghiệp kinh doanh theo mạng sẽ khác nhau, có cách giới thiệu cơ hội kinh doanh khác nhau. Nhưng tốt nhất, nên đơn giản và dễ dàng có thể sao chép. Hãy làm việc cùng những người bảo trợ của bạn, vì điều này sẽ giúp sự sao chép được liên tục. Bạn sẽ thấy vô cùng phấn khích khi những ứng viên xếp hàng và xin được bạn bảo trợ cho họ vào cơ hội MLM của bạn sau khi bạn biết hệ thống marketing mà bạn đã dùng thành công. Giai đoạn 4, bảo trợ, đào tạo, chuyển giao hệ thống. Bạn đã đi qua một quá trình 3 bước. Tôi tin tưởng bất cứ ai khi đi qua 4 bước này chắc chắn sẽ gặt hái được những kết quả tuyệt vời. Những gì bạn đạt được khi làm theo 3 bước này sẽ tiết kiệm cho bạn hàng chục năm thử và sai với cách làm hiện tại đã quá lạc hậu và chậm chạp. Những gì bạn đạt được khi làm theo 3 bước này thì sẽ tiết kiệm cho bạn hàng chục năm thử và sai với cách làm hiện tại và đã quá lạc hậu và chậm chạp. Những người không tham gia với cơ hội MLM cùng bạn vẫn có mối quan hệ tốt với bạn, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. Những người biết và nói tốt về bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành công của bạn trong tương lai. Hãy nhớ, MLM là điều cuối cùng mà bạn làm với hệ thống. Những nhà phân phối sẽ sao chép và xây dựng một mạng lưới vô cùng rộng lớn cùng bạn. Những lưu ý cần thiết trong chiến lược 4 bước giúp bạn rời bỏ nhóm 90% để tham gia vào nhóm 1% là giá trị ở đây chính là những giá trị của bạn, chứ không phải là của công ty. Vì công ty là thứ mà cả tôi và bạn đều không thể kiểm soát hay thay đổi. Do vậy, nếu bạn đã chọn được công ty để bạn hợp tác, thì hãy nâng cao giá trị của bạn. Những giá trị có thể là lời khuyên, là giải pháp, là kết quả hay kiến thức, kỹ năng được đúc kết từ kinh nghiệm hay những sưu tầm của bạn và từ những lãnh đạo hàng đầu. Giá trị cao nhất mà bạn có thể giúp cho ứng viên chính là sự thay đổi từ chính bản thân mình. 7 yếu tố dễ nhầm lẫn giữa một chuyên gia MLM
và một nhà phân phối nghiệp dư. Khác biệt 1. Nhóm 90% lấy giá trị công ty làm yếu tố duy nhất để giới thiệu đến thị trường, và đây thường xuyên là yếu tố đầu tiên để họ tiếp cận với thị trường khi bắt đầu khởi nghiệp với cơ hội kinh doanh MLM. Nhóm 1% có giá trị riêng của họ, họ hiểu rõ kinh doanh của họ khác biệt hoàn toàn với công ty. Vì vậy, họ dùng giá trị của chính bản thân mình để tiếp cận với thị trường mục tiêu của họ. Khác biệt 2, thay vì giới thiệu về công ty, nhóm 1% tập trung chú ý vào nhu cầu, chú ý xây dựng mối quan hệ với ứng viên, với khách hàng mục tiêu bằng việc cho đi giá trị của họ. Khác biệt 3, nhóm 1% hiểu rõ giá trị của bản thân họ chính là yếu tố để họ xây dựng mối quan hệ với thị trường mục tiêu. Chứ không phải là những giá trị của công ty như là gì? Sản phẩm, chính sách. Bất cứ điểm độc đáo nào của công ty cũng không phải là giá trị mà nhóm 1% hướng đến khi tiếp cận với ứng viên quan tâm. Những yếu tố đó chỉ là công cụ để giúp nhóm 1% trở nên chất hơn. Khác biệt 4, các nhà lãnh đạo tập trung quan tâm đến nhu cầu, thách đố của thị trường và tìm cách giải quyết. Họ bán vấn đề của thị trường cho thị trường. Cách duy nhất của nhóm 90% là họ không quan tâm đến khách hàng và ứng viên. Họ chỉ quan tâm đến sản phẩm, chính sách của công ty như là một giải pháp duy nhất của họ. Khác biệt 5, các nhà lãnh đạo bị săn đuổi, họ được ứng viên xếp hàng xin bảo trợ. Các nhà phân phối nhóm 90% đi săn đuổi người khác đi thuyết phục hay hứa hẹn họ vào kinh doanh. Khác biệt 6, các nhà lãnh đạo đã sẵn sàng học hỏi và tìm kiếm giải pháp thông minh hơn và hiệu quả hơn. Họ học hỏi từ những người thành công nhất. Các nhà phân phối nhóm 90% chỉ tự hào nói với sản phẩm NLM của họ. Khác biệt 7, các nhà lãnh đạo có một hệ thống tiếp thị làm việc cho họ và họ luôn đồng hành cùng hệ thống của mình, sử dụng, giữ gìn và kế thừa. Đó là nhóm 1% vận hành hệ thống. Các nhà phân phối 90% làm thủ công và không quan tâm hay phủ nhận giá trị của hệ thống. Làm như thế nào để di chuyển từ nhóm 90% vào nhóm 1%? Chỉ đơn giản là thực hiện theo 4 bước ở trên. Vì vậy, một chiến lược thu hút hiệu quả phải là một chiến lược tập trung sự thu hút vào giá trị của bản thân bạn. Những giá trị của bạn tạo ra sự ảnh hưởng lên ứng viên, chứ không phải những giá trị từ công ty. Hãy đưa kinh doanh của bạn lên một cấp độ mới ngay hôm nay. Sử dụng những chiến lược và công cụ mạnh mẽ nhất của nhóm 1%. Nếu bạn muốn vào nhóm 1%, hãy sử dụng những chiến lược mà nhóm 1% đang sử dụng. Đó là điều tôi muốn nói đến trong bí mật thứ 9 này. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại vào bí mật cuối cùng của tài liệu này. Tôi tin rằng nếu bạn đã đi qua hết 9 bí mật mà tôi đã chia sẻ thì bạn cũng đang rất nóng lòng được biết bí mật cuối cùng này. Hẹn gặp bạn vào ngày mai với bí mật số 10. Tất cả ý kiến trên đều không phù hợp. Hãy chỉ nghe theo lời tuyến trên của bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hana hẹn gặp bạn ở video tiếp theo với bí mật số 10. Và đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube và podcast của Hana and Jim yêu áo dài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye!